nên sau lời sẽ biệt ngột với rất xin pẹt bạc làm sự biệt. Vùng minh bệnh họ cải cách bộ máy hành chính liều nùm. Phe tôm thực tá Quảng Trị với họ bàn xếp pẹt lánh thanh. Đại cặn, mây lánh Tuyên Quang. Việc lập hấn lánh Tuyên Quang nên sau lời sẽ biệt ngột với rất xin pẹt bạc làm sự biệt. Hãy thêm mê tôm nấy đã phát triển, sau suy rất đơn vị, khơn bản đồ hành chính hoặc là nùm phong kiến Việt Nam. Ở miền Thượng Du, lắm núi, nhiều rừng và sông suối hiểm trở, đồng thời cũng là cái nguồn nước cung cấp xem tiền Thượng Du lai lần lai đồng sau tà lấy họ bầy với con si bò nùm cấp hen phát triển họ dần kinh tế xã hội vương cạn đời lêu theo lần lịch sử. Tuyên Quang dư rất tiền dân hong mệt tôm hiểm mời tiền dân dư rất lánh pha ly cục tranh hoàng là nùm là một tỉnh phên dậu địa đầu trọng yếu của đất nước. Đài lều tiến trinh là phấn sẽ phát triển, lãnh Tuyên Quang đã bơi qua lá bạt thái đuôi sò vèo sau tổng thực hành chính. Tá, lộ, trấn, lần, thừa, tuyên, xứ. Nấy xe anh lấn thêm, theo lân lịch sử hoang mệt tôm, đã mây hằng mần bầy, sau áo với kem đời nấy, lại thang lật văn hóa. Giật bạc cấu xếp bầy, xe khai căn bầy, chiếu thang thuân hoang mệt tôm nấy, đã trông lanh tổng lâm, cuốn rất Tuyên Quang, mệt tôm lòng, áo thoi hạnh phúc. Sau suy đẹp đời hơn, hen dần cho chết sục rồi để lánh. Còn cho đặc điểm đại địa lý, tổng thực tự nhiên, sau lịch sử, bên nông người giúp người chết sục, dầu khơn miệt tôm Tuyên Quang, đã sáng tạo, sao cũng mạnh, kết tinh, cho các mầy, đại cốt cách, truyền thống, có phần cũng đưa thêm lịch sử, bên dài văn hóa hong chết sục Việt Nam. Trong những năm gần đây, thì cái công cuộc đại kết bài khen ấy, công cuộc nghiên cứu đại giai đoạn lịch sử, khảo học lịch sử, trong giai đoạn phong kiến tá thời Lý Trần Lê đã mới lai bắt khai quật dầu khẩn tôm Tuyên Quang. Hòa nhịp cón tẹo tăng lân đuôi mò hòng liều cả lần nùm, đảng bộ lánh Tuyên Quang đã đánh đầu hần dân trong chiến dục về quả nó, ốc lành đời của mình kinh tế xã hội, đợt đáy lai thành tựu đời ra bực vạt. Giai đoạn long sinh lịch sử phá, long sinh lịch người xếp, tốc độ tăng trưởng GRDP tính trong hòng lánh đặt lốc vẩy lịch sử phá phương bạc. GRDP tính trong là hân, đợt lời xếp lời phải há xếp chiến triệu môn là hấn dắt phải há xếp á bạt còn bầy lòng xin lời xếp há lòng ngân sách là nùm bầy lòng xin lời người xếp đợt hơn lòng xin làm bạc tỷ môn bình áo làm bạc còn xếp bầy con khai sen tác quốc công nghiệp đợt hơn xếp lời xin tỷ môn công nghiệp chế biến nông lâm sản bèn phát triển tê xin công nghiệp chế biến mây dùng công nghệ mọ liên kết sát tùng càng cục kiên chế biến dài sản phẩm còn cục manh tiền bọc nguyên liệu kèm chuỗi giá trị án thang giá trị sản phẩm sau cục kiên bán đời công việc cụm manh đảng lân cón là vấn hệ thống chính trị tài sành mắn mạnh đáy đặc biệt rõ lân năng lực sau lãnh to tích hong cho tổ chức cơ sở đảng đeo thang ăn đoàn kết thống nhất đầy liều đảng bộ khối đại đoàn kết liều chỉ dục đáy cụm mạnh số cấp ủy đảng đã đến manh tộc sau cụ kém tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh lân cón cục nghị quyết chuồng lời quá sự biệt nghị quyết chuồng lời quá sự người về cục chức trách cổng vịch thanh san cục kênh hoàng hân dần láo đại cụ mạnh trên cơ sở các cái mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra thì cùng với sự lãnh đạo trên cơ sở cho mục tiêu cổng vịch đã thập bọc có lãnh đạo chỉ đạo tập trung lêu lanh hoàng cấp ủy tiêu áo dung cục đời lần lối chủ trương hoàng đảng đáy đời hiệu quả hợp còn cái lời học lãnh sau đơn vị lào cục cổng vịch đặt hàng giao cổng vịch thái cán bộ đảng viên tạo cơ chế đuôi mò mạnh hơn cổng vịch cán bộ cũng may kỷ luật kỷ cương là điều kiện khuyến khích cán bộ dám ngấm dám cục dám chịu trách nhiệm dám đột phá cho giá trị hàn xì qua rất ba câu xếp bay lập hấn sở phát triển đã sơ đang để cho thang cán bộ đảng viên dọn dân trước chiến dục lánh Tuyên Quang nghề nấy sở sọc lầy sư cũng may đài công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa hội nhập quốc tế lúc nấy.